đang làm gì đấy? Đang làm nốt cái chuồng này cho con. Đây em đang quay đấy. Quay à? Mình chào tất cả các bạn nhá. Mình đang đi hoàn thiện nốt cái chỗ chuồng cho hai cái con yến cụm của mình các bạn ạ. Thì ở nhà mình ai cũng bảo là làm cái lồng này nó bị to quá. Thế nên là làm rồi các bạn ạ. Ở đây thì mình nói với các bạn một chút nhá. Hôm qua mình bảo rồi đấy. Đây này, mình có một cái sợi dây như thế này. Xong rồi khi mà mình muốn xem trứng hay mình muốn kiểm tra con của nó đấy, thì tránh cái việc mà mình phải mở cái cửa chuồng này nó quá lớn mà. Thì mình sẽ cầm cái dây này. Đấy, xong mình nhấc lên, mình có thể xem là con mẹ nó đẻ trứng hay là cái quả trứng này nó đã lở hay chưa nhá. Đấy, thì mình sẽ có thể mình đứng ở kia rồi mình xem như thế này. Mình chỉ cần nhấc lên thôi, mà mình sẽ không động chạm gì đến cái tổ của nó cả. Đấy là mình làm nó là như thế. Cái cửa này to, nó hơi bị to quá mà. Cái này mà người chưa làm vào được. Thì ở đây thì mình cũng đang chuẩn bị cho nó một cống nước này. Và ở đây là một cống kê. Đấy. Bây giờ mình đang gia cố lại cái chỗ. Cái chỗ này là mấy cái cây cây lũa cho nó. Đấy, mình sẽ điều chỉnh cái này một chút. Đấy. Mình sẽ thiết cái này vào. Chỗ cho nó đứng nó ok hơn. Thế là vẫn phải dùng tổ của em à? Tổ em làm đúng đúng không? Nhưng cái tổ của nó có phải lót, có cần phải lót cái gì ở trong không cho nó không? Có chứ, bây giờ nó để của nó kìa. Đấy, cái chuồng của nó đấy. Đóng cửa. Ê, ở trong cái luôn đó kìa. Bay, 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 bay ra ngoài. Đến nó thì bay ra ngoài. Trời. Một con, cửa to quá các bạn ạ. Mà nó cắn đau lắm, mình chỉ sợ nó cắn thôi. Xin chào. Đấy, quên không đóng cửa chuồng thế này. Đấy, còn bạn này nữa, bạn này là bạn cái đúng không? Đau lắm ấy. Các bạn là mình sợ là mình sợ nó cắn này chứ. Rồi. Ôi trời ơi, đã xong. Chào mừng hai bạn đến với chuồng mới. Như vậy là đã xong các bạn ạ. Mình quên là mình chưa để cho nó một cái ô nước ở vào đây. Cái ô nước mà vừa để đâu mất rồi nhỉ? Lấy gì? Không không. Cái ô nước to đây này. Đấy. Cái ô này vừa rồi mình lại để vào ốc vào đây. Để tạm ra ngoài đi. Đấy. Cái đấy thì bây giờ mình sẽ để cái ô nước đúng vào chỗ này luôn em ạ. Anh để thử rồi, đúng chỗ này luôn. Để tí nó thích thì nó sẽ tắm. Đây, đúng chỗ này này. Để kê lên đây. Kê lên á? Em cứ để vào là được. Đấy. Cứ để thế được, nó không nằm đổ ra được. Con chim bé này. Đấy các bạn ạ. Mình để đúng như này. Vừa rồi mình phải để một cái cây gỗ lũa vào đây. Xong mình để luôn lên như này. Đây này. Không biết cọ vào đâu mà mình chảy máu rồi đây. Đấy. Không biết là cọ vào đâu đây. Rồi, như vậy là công tác với cả hai cái con chim yến phụng này của mình đã xong các bạn nhé. Các bạn nhìn giúp mình xem là cái lồng của mình như thế này này, nó là ok chưa? Đấy. Ha 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 ha!
bay hết rồi, cái thổi đã hạt ra. Đấy, đấy, cà phê và cả cái lăng mực ở đây cho nó. Thì anh không dằm cái lăng mực ra, thế không, nó mỏng cái lăng mực này nó mềm. Cái con chim đực này này, nó mới vẩy những cái thức ăn ở trong bụng nó ra. Chắc là nó kiểu nó bay nhiều, nó bị tức bụng hay sao các bạn ạ. Mình hy vọng là nó sẽ không bị vấn đề gì nhá. Cả hai con đều đang cảm giác như đang kiểu như nó đang sợ sợ các bạn ạ. Nó đang vẫn đang ở dưới này, chứ nó chưa bay lên. Giờ thì mình sẽ để kệ nó ở đây như này các bạn nhá. Và mình sẽ đi mình làm cái này này. Các bạn nhìn thấy mình có một cái chậu nhá. Và ở trong cái chậu này thì có cái lá bàng. Thì mình cũng sẽ làm theo cái hướng dẫn của cái anh chủ trại cá đấy. Cái anh ấy làm clip vui lắm, anh Hiền Beta đấy các bạn ạ. Thì thấy anh ấy hướng dẫn bảo là chúng ta sẽ lấy cái nước ở hồ cá này này. Đấy, chúng ta đang nuôi cá nhá. Rồi chúng ta đổ vào trong cái thau. Ở trong cái thau như thế này thì chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái lá bàng. Đấy, giờ thì mình sẽ đi mình đổ thau ở đây nhá. Để mình ép lại cái chỗ cá của mình đấy các bạn ạ. Cái chỗ cá Beta của mình hôm trước mà mình ép thử hai con đấy là không được. Đây, để mình đổ thêm một chút nữa nhá. Tí là mình sẽ bù nước vào trong cái bể này sau. Đây là nước mà mình đang dùng để nuôi cá đây. Đấy, thì chắc là thì thế này là được đấy các bạn nhỉ. Cho nó thêm một cốc nữa. Ok. Để mình bỏ mấy cái bèo bèo này ra này. Đấy, bây giờ mình sẽ mang cái này vào trong đây nhá. Vào trong chỗ mát mát này để vào trong đây. Đây, để tạm vào đây này. Rồi mình sẽ đi mình lấy một cọng rong. Cái này sẽ đổ này. Một cọng rong ở trong này thì nó to lắm các bạn. Đây, một cọng rong trong này khá là to luôn. Đó, bạn thấy không? Rong này khá là to. Đấy, theo như đúng những gì mà anh ấy hướng dẫn thì có một cái lá bàng này. Lá bàng thì bao giờ mình ngâm ấy thì nó sẽ phải chìm xuống dưới đáy như thế này thì mới là được nhá. Một cái lá bàng thì phải chìm xuống dưới đáy. Bây giờ cái lá bàng khô này của mình nó vẫn đang nổi ở trên này là chưa được. Có một cọng rong và mình còn thiếu một cái nữa chính là cái lá khế. Thì bây giờ mình sẽ đi mình hái một cái lá khế và mình để vào đây nhá. Thì chắc là nếu để vào đây thì khoảng 2 ngày sau cái nước này nó ổn định thì bắt đầu mới ép được cá. Ây da, vừa mới chạy xe sang bên vườn nhà mẹ mình để hái một cái lá khế đây. Bẻ luôn cả cái cành này các bạn ạ. Đây, thì đúng theo lời của các anh chủ trại cá đấy thì mình sẽ cho một cái lá khế vào xem cái lá nào nó đẹp đẹp. Rồi, đây một cái lá khế. Đấy các bạn nhá, một cái lá khế. Nhưng một cái lá khế này chắc là phải ngâm như làm sao để cho nó còn rũ được cái lá ra chứ nhỉ, chứ này đang héo héo. Để mình sẽ rũ nó ra thế nào. Đấy, đó, đúng sẽ như thế này. Chính xác là nó sẽ như thế này các bạn ạ. Một lá bàng nhá, đúng không các bạn? Một lá bàng, một cọng rong, một cái lá khế. Là đúng theo những gì mà anh chủ trại cá đấy, anh Hiền Beta anh ấy hướng dẫn ở trên cái clip của anh ấy. Để mình xem là nó có đúng hay không nhá. Để mình học anh ấy. Còn nếu như mà nó có sai hay như nào thì các bạn sửa giúp mình nhá. Đấy, dùng nước đang nuôi cá này. Lá bàng, lá khế, cọng rong. Ok. Thì mình sẽ ngâm của nó trong hôm nay là một ngày các bạn nhé. Rồi đến tầm này ngày mai là bây giờ nó đang là tầm khoảng 10 giờ sáng. Thì ngày mai mình sẽ thả cái con mái vào đây. Chắc là mình sẽ thả con mái ở đây này. Đây, mình sẽ thả cái con mái này vào. Con mái này có vẻ là khá là đẹp. Con này là các bạn bảo là cái con gì à? Glacileo gì ấy, mình cũng không nhớ tên lắm đâu. Không dành trong mấy cái này. Mình sẽ cho con này vào nhé. Con này thì trứng của nó vàng vàng đấy kìa. Đấy, thì tầm này ngày mai các bạn nhé. Mình sẽ cho nó vào, hoặc không thì chiều mai mình cho nó vào. Rồi chiều ngày kia về mình sẽ thả cái con này. Con nào thả nhiều bọt đây, con này đi. Con đực này nhá. Mình sẽ thả cái con đực này vào. Đấy. Ok. Sẽ lần này sẽ quyết tâm là làm bằng được cái thôi. Hai con yến phụng của mình bắt đầu nó có những cái hành động đầu tiên các bạn ạ. Hành động đầu tiên ở trong cái chuồng này. Là bắt đầu nó tiến lại gần nhỉ. Hình như là cái con mái nó đang an ủi con trống đấy các bạn ạ. Vừa rồi nó có một cái cuộc rượt đuổi quá nhanh, quá nguy hiểm. Đấy, bây giờ thì cái con mái nó đang an ủi cái con trống bằng những cái lụ hôn. Rồi, con trống thì chắc là mình cũng nghĩ là nó đang khá là mệt đấy các bạn ạ. Vừa rồi nó đã phải vẩy hết tất cả những cái thức ăn ở trong bụng của nó ra. Rất là khổ thân nó luôn. Thì mình cũng xin nói lại với các bạn nhé. Ở đây thì mình có một cái
ô nhỏ nhỏ này là để đựng cái lang mực cho nó, để hai con này nó ăn, nó bổ sung canxi. Ở đây là một cái ô nước. Ô nước này thì mình chỉ để thôi nhá, để khi nào mà mình muốn thay nước thì mình sẽ nhấc nó ra và mình bỏ đi. Ở đây thì là có một cái cống kê, và đây có một cái cống nước nó có thể uống. Nước bên này nó cũng có thể uống hoặc cũng có thể tắm nhé, nó làm gì đấy việc của nó. Còn ở bên này là cái chuồng để mà nó sẽ sinh sản ở đây. Và chúng ta kiểm tra trứng, kiểm tra trứng hay kiểm tra con mái nó có vào đây nó đẻ hay không, thì chúng ta có thể nhấc này lên này. Đấy, nhấc này lên. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta có thể kiểm tra được trứng. Rồi, lại hạ nó xuống. Ok không các bạn? Đấy, để này nhá. Rồi, đấy, bây giờ thì hai cái con yến phụng của mình nó vẫn đang thơm nhau ở kia kìa. Đây, đi ra đây thì các bạn có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Bây giờ thì mình sẽ thử cho hai cái con yến phụng này của mình ăn cái miếng ngô này các bạn nhé. Mình sẽ đền bù cho nó tất cả cái chỗ ngô mà nó ăn ấy. Thì hiện tại không còn một tí nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ bù cho nó. Để mình mở cái cửa chuồng rồi đã. Hiểu không, nó lại phi ra ngoài. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cứ để cái miếng ngô này vào trong này thôi nhá. Đó. Đấy. Tạm thời thì phải như thế thôi các bạn ạ. Chứ không còn cách nào khác cả. Cho cái miếng ngô xuống dưới đấy nhá. Bởi vì hai con này nó chưa bay lên các bạn ạ. Nếu như mà nó, đấy, đấy, một con nó đã ra nó ăn rồi các bạn kìa. Nó ra ăn là có một cái tín hiệu rất là mừng nhá. Nó ăn đúng bình thường. Còn con chim mái thì nó chưa cảm nhận được cái lồng nó rộng như thế nào đâu. Hai cái con này của mình nó ngu ngố ấy. Nó kiểu như là nó cứ ở dưới quen rồi. Nó đứng ở dưới nó ăn nó quen rồi. Thế nên là ấy, may chưa, cho một phát vào thì nó ăn ngay. Ngày mai thì mình sẽ cho nó ăn một ít rau. Chắc là phải làm cho nó một cái khay và để rau để cho hai cái con này nó xuống nó ăn. Còn hai cái bạn bỏ ú này làm sao cái chuồng lại để xê như thế này. Đâu anh xem nào, để anh chỉnh lại cho. Vớ vẩn nào, đây. Thức ăn này, sáng cho ăn cà rốt thì ăn hết được một củ đấy các bạn này. Đấy, xong làm vãi hết ra rồi. Này, cái này thì anh bỏ cái ngô ra cho, không cho ăn cái ngô khô nữa nhá. Đâu xem nào. Đâu, để anh cho các bạn xem. Đây, để mình phải ngửa nó lên cơ các bạn ạ, chứ không thì nó lại chui vào. Đấy. Đây, hai cái con bộ ú của mình đấy các bạn này. Thì hai con bộ ú này, cái con mèo kia của mình nó nhìn kinh lắm. Nó ở đây là giống chuột mà. Ô, cái con này, cái mõm của nó làm sao đây nhỉ? Để mình kiểm tra cái con này xem nào. Nào, anh xem nào, cái phần mõm nào. Đâu, đưa anh xem nào. Nhanh. Để mình kiểm tra xem nó có phải mõm nó bị sứt không nhỉ? Hay là chỉ là cái cám ngô thôi. Bọn này nó ăn cái cám ngô nó hay bị dính vào mép lắm các bạn ạ. Đây, nhất là cái con này này. Nào, đây, đứng yên. Để anh chỉ xem phần mép thôi. Anh không đụng chạm gì. Đây này, đấy cái phần mồm của nó này. À, nó rụng hết rồi các bạn ạ. Nó chỉ là cái cám ngô thôi. Không là cái gì cả. Kệ nó, không ảnh hưởng gì nhá. Đây này. Cái phần miệng này các bạn nhìn nhá. Nó chỉ là cái phần cám ngô nó đọng thôi. Xem con này có không nào. Bọn này thì nó kêu ứ buồn cười lắm. Đây. Bạn này thì cũng có một chút nhưng mà nó rụng ra rồi. Và bụng con này nó khá là to đấy các bạn ạ. Đây này, con này này, nhất là cái con này này. Sờ vào bụng của nó rất là to luôn. Để mình tương tác với chúng nó một chút nhá, để cho chúng nó ngoan ngoan. Bọn này thì nó hiền lắm. Nó không cắn đâu, nó không cắn như thỏ đâu. Thỏ mà đưa vào tay vào miệng là nó cắn, nó nghĩ là thức ăn mà.
cái con rồng đỏ này của mình này, nó đã quen chuồng rồi, nó quen ở ngoài này rồi các bạn ạ. Đây là gần như lãnh thổ nó rồi. Hôm nay các bạn thấy là màu nó không xỉn như mấy cái ngày đầu mà mình nhốt nó vào đây đúng không? Đây mình cho các bạn xem một phần dưới này nhé. Đấy, cái phần màu đỏ nó lên rực màu đẹp lắm các bạn ạ. Và cái phần gai của nó đến ngày hôm nay nó nhô khá là cao rồi, chứ nó không thấp thấp như đợt mà mình mới về nhìn nó thấp lắm. Mình đưa hẳn cái máy quay vào cho các bạn xem nhìn màu nó chưa. Đấy các bạn nhìn chưa, cái phần màu và phần đầu của nó rất là sáng, nó lên màu rất là đẹp luôn đấy. Và gần như là cái màu xanh ở dưới bụng của nó còn rất là ít, không còn không đáng kể đâu. Nếu mà bây giờ nó mọc tràn hết cái phần xanh ấy thì nhìn ok lắm các bạn nhỉ, thành con super red ấy, nhìn yêu luôn. Bây giờ nhé, các bạn có thể nhìn thấy cái phần yếm này và cái phần ở trên cái phần vòng tròn ở trên chỗ tường tai của nó đấy, các bạn có thấy nó đang phùng phùng không? Đấy, hôm trước thì có một bạn phát hiện là trong cái clip nó còn gật gật đầu nữa cơ, chắc là nó đang kè đấy. Để mình thử đưa hẳn cái máy quay gần gần người nó xem là nó còn có phản ứng nhân đập quật đuôi không nhé. Đây, mình đang cố gắng đưa cái máy quay rất là sát, không phải là zoom các bạn nhé. Đấy, nó đang có hành động, nó bò đi. Chứ ngày trước ấy là nó sẽ có một cái hành động là chạy tông chuồng và cái kiểu như là nó quật đuôi ấy, nhưng mà bây giờ thì nó đỡ rồi các bạn. Mình đang thử đưa hẳn cái máy quay vào sát người nó luôn, xem là phản ứng của nó thế nào nhá. Nó có quật cho một phát đuôi đấy không? Đấy, đang cố gắng đưa thật sát cái máy quay vào. Đấy, nó vẫn đang đứng yên các bạn nhá. Rồi, thì mình như vậy là đủ rồi các bạn ạ. Vừa phải phải thôi, chứ mà để quá đà lên một cái thì lại thành không hay. Các bạn ơi, có lẽ là mình xin phép các bạn mình sẽ dừng cái clip hôm nay của mình ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của mình nhá. Bye bye.